Chào mừng các bác đam mê năng lượng mặt trời. Đấy, như các bác có thấy cái hệ thống nhà em là đang sử dụng con lắc power này, sạc lưu trữ và cái bình ắc quy này. Thì ban ngày thì dùng sẽ nhu cầu dùng trong gia đình thì chưa có hết được cái năng lượng sử dụng này, mà mới đầu tư thêm con xe này. Đó. Con này để tận dụng tối đa cái năng lượng sử dụng trong nhà. Đây thì hôm nay sẽ cùng test cho các bác xem là cái xe này sạc nó ăn bao nhiêu. Sẽ mở điện xe lên cho các bác xem này. Đó, xe lên này. Đó, hiện tại đang báo pin là 55%, nhiệt độ của là xe là 37 độ này. Đó, lúc 10 giờ 27 phút. Đó, giờ này là nắng như này là năng lượng sạc là quá ok luôn này. Đó, bây giờ sẽ mở cốp đi. Cục sạc nữa đây. Bộ sạc này nó đề là dòng vào AC là 176 đến 264 V, tần số là 565 Hz, công suất là 1000 W này. Đó, để nó sạc là 72 V, nên sử dụng pin 72 V. Đây, em sẽ cắm cái này vào xe trước này. Đó, xong rồi. Đây, thông số này. Rồi, bây giờ đây, trên cái đồng hồ này nó rép nó về không không hết rồi này. Đó, rép không không này. Tắt đi này. Đó, bật lên này. Và đang tắt nha. Đó, sẽ bật con nguồn lên. Đó, mới bật lên nó ăn đây, đèn đang báo đây, đang chờ này. Đó, bắt đầu quạt nó chạy. Wow. Đây, quạt nó chạy này, đang sạc này. Quạt nó chạy này. 1072 W, dòng là 4,7A. Đây là con đồng hồ điện lực nha, nó vẫn là 00 W này. Vẫn 00 W. Vào trong nhà xem cái hệ thống này. Đây. Đây. Năng lượng đang xả ra là 1 ký 1470 mấy này. Tổng nhà đang xài này là 1 ký 4 này. Đó. Đồ điện lực đang lấy có mấy watt này, đó, lúc nó lấy lên đến 100 mấy, 9 mấy này, giảm về rồi. Đây đề là PP cộng 1 ít, tức là nó sẽ lấy từ pin năng lượng kết hợp với lại bình ắc quy. Đây, đang rút rút từ bình ắc quy xuống này, đang 100%, rút xuống còn 90% rồi. Đó, nó vẫn đang xả dòng ra 1 ký 4. Nhà đang xài ký tư trong đó là cái con này không, nó ăn hết 1 ký rồi. Đó, nó vẫn giữ yên này, 1 ký này, 1078 W dòng không này. Này, quạt chạy êm lắm nha, quạt nó quay, khi mà quạt nó quay tiếng nó cũng êm lắm này, có thể nghe tiếng quạt êm xinh luôn. Nghe đây. Đây, thì đây nó đang báo ở trên đầu xe, nó báo này đang sạc này. Nó đang sạc. Chạy được 120 cây rồi. Chạy con này thì vọt lắm các bác. Bản này bán của thằng Ventu nên là cao cấp nhất của trong VinFast đó. Bản này thì có nào chạy mua mà không thuê pin thì giá nó rẻ, còn mua cả pin thì giá cũng khá cao, giá nó đến gần 100 nữa. Còn mua mà chỉ không 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 mua xe mà không thuê pin thì nó rơi vào cỡ 50 mấy 60 ạ. Còn mua cả pin luôn thì nó rơi vào cỡ 8 8 mấy triệu, 85 triệu luôn, 85 triệu giấy tờ luôn. Hiện tại là giấy tờ đang chờ giấy tờ ra này, các bạn thấy cứ ăn dòng liên tục luôn, không thay đổi tí nào luôn. Đang sạc. Chơi năng lượng phải chơi xe đổ điện, các thứ phun đổ điện trong nhà như này thì tận dụng hết được tối đa. Đó.
Này, nhà em bắt đầu cắm cơm nó lên đến 2.000 này này. Đó, 2.000 này. Năng lượng đây. PP cộng bắt cộng với bình ắc quy xả ra. Đó, tụt luôn này. Tụt xuống còn có 84% thôi. Này, hệ thống bình ắc quy đây. Đang đẻ lên hơi rối chút. Đầu linh tinh đây. Bình này sao kệ, bữa nay em sẽ làm chi tiết cho các bác xem này. Bình này sau thời gian sử dụng thì nó còn được bao nhiêu phần trăm. Tạm thời đang sử dụng vậy. Đấy, cái video này ngắn muốn quay chia sẻ với các bác xem này. Dòng sạc của con Ventu này, tức là nó sạc lúc nào cũng dòng ổn định của nó là cứ là 1.000W cho đến khi đầy luôn. Bây giờ đang là 55% nữa. Nó tự nghỉ nhé, khi mà không sử dụng nó sẽ nghỉ. Đó, lên được 56% rồi này, lên được 1% rồi này. Đó, ok. Ăn dòng 1.000 liên tục.